Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của em. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sáng nay là một buổi sáng ngày 22 tháng 4 năm 2022. Thời tiết bây giờ nắng tương đối là đẹp quý vị. Bầu trời trong xanh và nắng ấm. Bên tay trái của em đây là trường Đại học Đà Lạt. Năm xưa đó là Viện Đại học Đà Lạt quý vị. Em đang đứng trên con đường Trần Nhân Tông hướng về Bồ Hồ Xuân Hương. Còn bên tay phải là khu vực đồi Cù với những hàng cây thông xanh mát vẫn còn đó. Nhiệt độ buổi sáng hôm nay khá là lý tưởng. Em đo được ở ngoài trời là 23 độ C, đổi ra được là 73,4 độ F quý vị. Thời tiết đẹp như vậy, quý vị và các bạn đi du lịch ở Đà Lạt là rất là lý tưởng luôn á. Và ngày mai là ngày 23 tháng 4. Bắt đầu diễn ra tuần lễ vàng du lịch rồi quý vị, hôm nay là thứ 6. Trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần, đúng vào tuần lễ vàng du lịch luôn, thành thử ra là sẽ rất là đông. Các cô bác, anh chị và các bạn đưa con cái, con em đi du lịch ở Đà Lạt vào những ngày nghỉ lễ cuối tuần sẽ rất đông. Thời tiết ở Đà Lạt trong những ngày tới em coi dự báo thời tiết sẽ rất đẹp quý vị, buổi sáng có nắng ấm và buổi chiều hơi âm u một tí xíu thôi. Bây giờ mới là lúc chúng ta đi du lịch ở Đà Lạt, lý tưởng quý vị. Vào tháng 7 tháng 8 bắt đầu có những trận mưa dầm rồi. Hiện nay Đà Lạt có hơn 2.230 cơ sở lưu trú với trên 29.000 phòng ngủ và hơn 46.000 giường. Có thể đón tiếp khoảng hơn 50.000 du khách cùng một lúc. Vào những dịp mà lễ Tết như vậy, các khách sạn ở Đà Lạt đều đạt khoảng 90% công suất. Dự đoán trong những ngày tới có thể là du khách sẽ lên Đà Lạt tương đối là đông. Dự kiến là phải hơn 180.000 du khách lên Đà Lạt trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới quý vị. Ở bên phải của em đây là đồi Cù này. Trước đó em rất là thích đi ngang qua đây hoặc là đi vào bên trong đồi Cù để mà ngồi trên những thảm cỏ để mà hóng gió hóng mát nghỉ ngơi. Thư giãn thật là tuyệt vời luôn á. Ngày nay đồi Cù cho thuê làm sân gốt rồi quý vị. Chúng ta cũng không thể nào vào bên trong được. Nếu mà người dân mình có thể là vào bên trong nghỉ ngơi hoặc là hóng gió hóng mát đi dạo thật là tuyệt vời luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên khu vực vườn hoa thành phố để xem lượng du khách hôm nay lên Đà Lạt đi vào vườn hoa có đông hay không quý vị ha. Bên phải đây là quán cà phê Bích Câu nè. Cà phê Bích Câu nó nằm ở trên một hòn đảo nổi, cũng giống như là nhà thủy tạ vậy đó quý vị. Giá đồ uống cũng tương đối là tầm trung, khoảng 50.000 đến 60.000 một ly. Còn ở đây là vườn hoa thành phố Đà Lạt. Năm xưa đó là vườn hoa Bích Câu, sau này được đổi tên thành vườn hoa thành phố Đà Lạt. Vị trí này quý vị, khi mà có dịp lễ Tết hoặc là cuối tuần á, du khách thường ghé đến đây khá là đông để mà vào bên trong ngắm hoa. Sáng nay có một số cô bác anh chị và các bạn đi vào vườn hoa này, tuy nhiên đi vào giờ trưa trưa quý vị, tương đối là nắng. Khi mà vào bên đây á, em thấy là phải đem theo mũ nón hoặc là ô che nắng hoặc là dù để mà che nắng vào buổi trưa. Bây giờ chúng ta sẽ đi về Bồ Hồ Xuân Hương. Sau đó em sẽ đi về khu vực khu Hòa Bình để cập nhật tình hình ở trên đó. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ về quảng trường. Bên tay phải của em là con đường Trần Nhân Tông. Chúng ta sẽ lên với trường Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Đà Lạt lại quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi men theo Bồ Hồ Xuân Hương, khá là đẹp quý vị ha. Bên tay phải của em có những cái cây hoa loa kèn nè. Và ban đêm nó tỏa ra một cái mùi khá là thơm luôn á quý vị. Thơm quá đến nỗi mà mình nghe mùi thơm lâu á, rất là khó chịu luôn. Ở đây có một anh nhạc công đang thổi kèn rất là hay quý vị. Tiếng kèn du dương hòa lẫn vào trong gió đưa đi rất xa.
ngay ở bờ bên kia còn nghe thấy âm thanh du dương. Có một cô đang chạy xe đạp tập thể dục ở ngoài bờ hồ Xuân Hương. Đi ngang qua cái đoạn này quý vị, có những cái mùi hương của những cây hoa loa kèn tỏa ra rất là thơm luôn. Hôm nay bắt đầu du khách lên Đà Lạt dần rồi quý vị. Ở ngoài trung tâm á, cũng tương đối là đông rồi. Những chiếc xe cây, xe 45 chỗ chở những du khách đi theo tour, theo đoàn du lịch bắt đầu đến những khách sạn ở trên địa bàn thành phố Đà Lạt để mà lưu trú. Buổi sáng hôm nay trời đẹp, cũng có nhiều người đến đây để chụp hình với cây tháp bưu điện ở Đà Lạt, cũng như là cây phượng tím ở đây quý vị. Cây phượng tím ở đây nó có một cái dáng nghiêng mình xuống hồ Xuân Hương, tuy nhiên bông của chúng đã tàn rồi quý vị. Chúng ta sẽ phải hẹn lại đến năm sau để có thể là chụp hình với những cây hoa phượng tại Đà Lạt. Bên tay phải của em, chúng ta sẽ đi lên con đường Đinh Tiên Hoàng, con đường men theo đồi cù, và đây là con đường Võ Tánh, con đường Bùi Thị Xuân. Trong 4 không gian văn hóa, du lịch và ẩm thực, gồm có không gian quảng bá du lịch Lâm Đồng, hành trình và khát vọng tại khu vực đài phun nước của quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, với hơn 30 gian hàng giới thiệu quảng bá chương trình, sản phẩm và du lịch mới, các chương trình kích cầu của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Có thể nói là rất là nhiều các cái tiết mục sẽ diễn ra sắp tới. Bây giờ em sẽ đi lên khu vực rạp chiếu bóng Hòa Bình quý vị ha. Trên khu vực Hòa Bình cũng có một khu vực sân khấu. Vào đêm mai, 8 giờ tối đêm mai sẽ có các tiết mục biểu diễn văn nghệ quý vị. Và sẽ kéo dài cho đến 30 tháng 4, 1 tháng 5 luôn. Những quán cà phê ở bên trái của em, như là quán cà phê Phố Hoa nè, cà phê Len, Phượng Tím, sáng nay cũng có một số cô bác ngồi đây từ rất sớm để mà nhâm nhi thưởng thức những ly cà phê nóng rồi. Hiện tại ở ngoài khu vực khách sạn Ba Lát cũng đang triển lãm tranh ảnh nghệ thuật Hương Sắc Cao Nguyên. Ở đây giới thiệu ảnh nghệ thuật và danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa ẩm thực, rồi làng nghề truyền thống, lễ hội, cuộc sống đời thường vân vân. Và đặc biệt là ở công viên Xuân Hương, lát nữa thì chúng ta sẽ đi về đó để xem cập nhật tiến độ thi công. Sắp tới sẽ tổ chức giới thiệu ẩm thực nhằm quảng bá ẩm thực của Đà Lạt đến người dân và du khách trong và ngoài nước. Sân khấu ở đây người ta cũng gần làm xong rồi quý vị. Ở đây sẽ có những ca sĩ ở Sài Gòn, những ca sĩ nổi tiếng lên đây biểu diễn văn nghệ vào đêm thứ Bảy và Chủ Nhật. Và ngoài ra còn có chương trình du lịch về nguồn, cũng như là chương trình kỷ niệm 100 năm khách sạn Đà Lạt Ba Lát hình thành và phát triển. Sắp tới sẽ có những giải chạy bộ này, chạy bộ âm nhạc,
được tổ chức vào ngày thứ Bảy là ngày mai tại Hồ Xuân Hương. Ngày mai sẽ có giải đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 với chủ đề là Non Sông Liền Một Giải. Dịp này, quý vị, công ty du lịch Đà Lạt Tourist sẽ miễn phí 100% vé tham quan tại thác Đa Tan La và đỉnh Lan Bi An, huyện Lạc Dương trong khung giờ vàng, quý vị nha, 10 giờ sáng cho đến 14 giờ chiều. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4. Và cái này là miễn phí hoàn toàn luôn, quý vị và các bạn. Nếu mà đi vào khung giờ này, chúng ta có thể là đến những khu du lịch đó để mà miễn phí vé tham quan vào cổng. Rất là nhiều sự kiện hấp dẫn để mà thu hút khách du lịch, quý vị ha. Bây giờ em sẽ quẹo vào công viên Xuân Hương. Ở đây mai mốt sẽ có những cái gian hàng triển lãm. Ở đây sẽ có những cái gian hàng để mà giới thiệu các món ẩm thực, cũng như là triển lãm một số cái cây bonsai ở ngoài này. Vào tuốt bên trong, người ta cũng đang thi công một số cái gian hàng ở đây, quý vị. Ở bên trong đó, trước có một ngôi biệt thự, nơi sinh sống của tướng ông Trần Văn Hai. Ngày hôm nay người ta đã dỡ bỏ rồi, quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi về hướng quảng trường Lâm Viên để cập nhật. Ở ngoài đó cũng đang là một cái khán đài rất là to luôn á, quý vị. Để mà chuẩn bị cho dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới. Một số cái cây bonsai ở đây, cây tùng rất là đẹp, quý vị ha. Đều có một cái thế rất là đẹp để mà triển lãm. Và những cái cây như thế này được bán với giá cũng không hề rẻ, quý vị. Ở khách sạn Ba Lát, ngày hôm qua cũng diễn ra lễ khai mạc triển lãm về sách. Phía trên song song với con đường này, con đường Hồ Tùng Mậu, quý vị, con đường Nguyễn Trường Tộ trước 75. Ở đây là công viên Đài Phun Nước của quảng trường Lâm Viên, quý vị. Ở đây sẽ giới thiệu không gian văn hóa cộng đồng các dân tộc ngay tại vị trí này. Quý vị và các bạn có thể thấy các công nhân đang lắp ráp những cái gian hàng lên để cho kịp đến ngày mai, quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi về quảng trường Lâm Viên. Ngay tại quảng trường, người ta cũng đang gấp rút để hoàn thiện xong một cái sân khấu. Năm nay các tỉnh khác sẽ có bắn pháo bông vào dịp 30 tháng 4. Em nhớ là vào 30 tháng 4 năm ngoái ở Đà Lạt, du khách cũng lên Đà Lạt rất là đông, quý vị. Sau đó bị dịch ảnh hưởng một năm sau đó, đến bây giờ mới bắt đầu hồi phục trở lại. Buổi sáng hôm nay ở ngoài công viên cũng tương đối là vắng vẻ, cũng chưa có nhiều bà con cô bác đến đây để mà vui chơi. Đặc biệt là ở đây tương đối là nắng vào buổi chiều. Tầm khoảng 4-5 giờ chiều sẽ có những cô đem các cái xe điện, rồi rất là nhiều du khách đến đây để mà ngồi chơi, rồi ăn uống ở bên những cái cầu thang. Quý vị và các bạn có thể thấy đây là một cái sân khấu cũng rất là hoành tráng, quý vị. Người ta đang lắp những hệ thống đèn chiếu sáng ở bên trên đó. Năm nay có thể thấy là
các tiết mục diễn ra khá là sôi nổi và hoành tráng ngay tại quảng trường Lâm Viên. Các kiện hàng cũng được tập kết về đây từ mấy hôm rồi quý vị. Ở đây có những gian hàng trưng bày các sản phẩm này. Ở đây cũng có thêm một cái sân khấu nhỏ nhỏ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với con đường Từ Đức, con đường Hồ Tùng Mậu. Bên trên cũng có một số quầy hàng quý vị, người ta thuê lại để mà trưng bày các sản phẩm, đủ các loại sản phẩm luôn. Ví dụ như là các mặt hàng nấm này, rồi các mặt hàng đồ ăn, đồ uống, rất là nhiều luôn. Bây giờ trời ở ngoài tương đối là nắng quý vị. Bây giờ tầm khoảng 10 giờ rồi. Con đường Hồ Tùng Mậu, chúng ta sẽ về với con đường Trần Phú, đến với nhà thờ con gà quý vị ha. Trên con đường này có những hàng cây xanh mát, đặc biệt là những cái cây thông ở đây nè. Phía trước màn hình quý vị và các bạn có thể thấy là đây một số gian hàng đã được trưng bày. Đây bán đồ gỗ này, các loại đồ gỗ luôn. Còn bên trên thì các loại nấm. Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện xong á, nhưng mà các mặt hàng đã được chuyển về đây rồi, tranh thủ chuyển về. Đây có bánh tráng nữa này. Quý vị và các bạn có thể là đi trên con đường này và sẽ trực tiếp đến tham quan cũng như là mua sắm những mặt hàng như là đồ ăn, đồ uống, rồi các loại nấm, nấm linh chi, vân vân. Phía trước màn hình chúng ta sẽ đến với con đường Trần Phú. Ở phía trước đây là nhà thờ con gà quý vị. Bên kế bên nhà thờ con gà có con đường Nhà Chung, con đường Xuân An. Chúng ta sẽ đi về phía sau của nhà thờ con gà có ngôi trường, trường Chí Đức năm xưa, ngày nay đã trở thành ngôi trường Quang Trung, và còn có ngôi trường Tây Sơn
đó là ngôi trường Xuân An. Và đến vị trí này em cũng xin được kết thúc video clip tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Em xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều bình an. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt của em nha.